Nhãn hàng Friso thuộc công ty Friesland Campings Việt Nam vừa ký hợp tác toàn diện chiến lược cùng với chuỗi cửa hàng dành cho mẹ và bé tại Bắc Giang Khang Baby, phân phối các sản phẩm sữa siêu cao cấp Friso Gold Pro. Hợp tác cùng chung mục tiêu và định hướng đem đến những điều tốt nhất cho trẻ em và người tiêu dùng Việt Nam. Friso là thương hiệu sữa nổi tiếng thuộc tập đoàn đa quốc gia Royal Friesland Campina Hà Lan, một trong những tập đoàn dinh dưỡng lớn nhất trên thế giới với kinh nghiệm hơn 150 năm trong ngành sữa. Đã có mặt ở hơn 100 quốc gia với sứ mệnh đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển toàn diện cho mẹ bầu và trẻ em. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, nhãn hàng Friso đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng chuỗi cửa hàng Khang Baby tại thành phố Bắc Giang nhằm phân phối các sản phẩm sữa siêu cao cấp Friso Gold Pro. Bên cạnh việc nỗ lực không ngừng để phát triển những sản phẩm uy tín chất lượng đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng, thì chúng tôi cũng không ngừng tìm kiếm những đối tác uy tín và có chung cái mục tiêu kinh doanh, mục tiêu và tầm nhìn để mang đến những giá trị cộng thêm cho người tiêu dùng. Thì chúng tôi rất tin tưởng với hợp tác lần này chúng tôi sẽ mang đến nhiều giá trị hơn cho các bà mẹ và trẻ em ở thị trường Bắc Giang nói riêng và miền Bắc nói chung. Được biết, Khang Baby là chuỗi cửa hàng mẹ và bé uy tín hàng đầu tại Bắc Giang với quy mô hơn 16 cơ sở tại Bắc Giang cùng nhiều cửa hàng nhượng quyền trên cả nước. Với hợp tác chiến lược lần này, Khang Baby sẽ trở thành kênh phân phối chính thức cho các sản phẩm sữa bột siêu cao cấp của Friso từ tháng 9 năm 2024. Với cái sữa Friso Gold Pro thì Khang Baby mong muốn là mang về cho trẻ em Bắc Giang. Qua tìm hiểu thì cái sữa này là một cái sữa công thức mới nhất, đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu cũng như những cái mong muốn của bà mẹ về một lon sữa chất lượng mang đến cho con của mình. Thì Khang Baby mong muốn rằng là với sự hợp tác lần này mang đến những cái sản phẩm chất lượng cũng như những cái dịch vụ, những cái cam kết mà bên Friso mang lại cho trẻ em của Bắc Giang. Tương tự các dòng sữa Friso Gold, Friso Gold Pro mới cũng được sản xuất từ nguồn sữa chất lượng cao của trang trại bò thuần chủng châu Âu, giúp cho đạm đặc biệt mềm, nhỏ, dễ tiêu hóa và hấp thu theo quy trình bảo quản, sản xuất nghiêm ngặt được nghiên cứu và cải tiến liên tục bởi hơn 500 chuyên gia tại Hà Lan. Đặc biệt hơn, Friso sở hữu công nghệ độc quyền Lock Nutri xử lý nhiệt một lần, bảo toàn đến 90% dưỡng chất tự nhiên trong sữa nên dễ dàng thẩm thấu qua thành ruột, giúp trẻ hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn. Sản phẩm sữa bột Friso giữ được hoàn toàn vị sữa mát thanh nhạt, giúp bé giảm nguy cơ sâu răng và béo phì. Đáng chú ý, Friso Gold Pro mới được bổ sung hệ dưỡng chất độc quyền Bio Pro Cộng. Đây là nhóm phức hợp quý gồm HMOS Prebiotic giúp tăng lợi khuẩn để nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó thúc đẩy hệ tiêu hóa vững chắc và sức đề kháng tự nhiên cho trẻ. Sản phẩm lần này của chúng tôi trong kế hoạch hợp tác chiến lược, chúng tôi sẽ ra mắt sản phẩm Friso Gold Pro. Đây là sản phẩm được nhập khẩu 100% từ Hà Lan, nguyên đài nguyên kiện. Và sản phẩm này được đáp ứng với tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe của tập đoàn Friesland Campina Việt Nam, là một trong năm cái tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó thì với cái hợp tác lần này chúng tôi sẽ mang lại nhiều hoạt động hữu ích hơn để tăng cường cái trải nghiệm nuôi con cho các bà mẹ trẻ ở Bắc Giang. Từ đó sẽ làm giàu hơn cái kiến thức nuôi con và sẽ xây dựng được hình ảnh hợp tác giữa Khang Baby và Friso ngày càng thành công. Sau khi tham gia và tìm hiểu thì em thấy sữa là sữa Friso Gold rất là nhiều lợi khuẩn và giúp cho bé hấp thu tốt. Với lại là được nhập khẩu từ Hà Lan nên là chắc chắn là bé thứ hai sẽ dùng Friso Gold. Đối với Friesland Campina Việt Nam, sự kiện đồng hành cùng Khang Baby đánh dấu cột mốc mới trên hành trình mang lại những giải pháp dinh dưỡng vượt trội, cùng mong muốn giúp trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện hơn.